Hello, xin chào tất cả các bạn. Mấy bạn hỏi mình tại sao người Việt cứ sống gần cộng đồng người Việt Nam quanh quẩn. Thì người Việt Nam thì mình phải sống gần cộng đồng của mình chứ. Phải sống sao giờ, đúng không? Phải sống gần gũi để mà có nhiều cái sự sự chia sẻ, nhiều cái hỗ trợ lẫn nhau trong cái cuộc sống của cộng đồng. Nó quan trọng lắm á, nó quan trọng, rất là quan trọng. Đặc biệt cho dành cho những người tiếng Anh kém như mình. Hai nữa là việc làm, rồi những người mới đến Úc. Thực sự nó rất là nhiều, tại vì ở đó cái cộng đồng nó có nhiều cái thông tin. Mình nói thiệt với tất cả các bạn, mọi người nói sống ở gần cộng đồng nó như thế này, nó như thế kia. Có người nói là gì, giống ở gần người Việt với nhau đó, sống ở gần người Việt với nhau đó, lời ra tiếng vô. Thì đó, nói thật với các bạn thì đó là cái bản chất của người Việt Nam của mình. Đi đâu cũng vậy thôi. Chúng ta không có bàn sâu về cái chuyện này. Tại vì đó là cái tính cách và cái bản chất, cái văn hóa của người Việt Nam mình. Hay thương yêu, hay dòm ngó, hay bình phẩm lẫn nhau. Đó là chuyện chuyện muôn thuở, không thể nào chối cãi được. Ở trong nước cũng vậy, đi nước ngoài cũng vậy. Nếu sống chung với nhau, các bạn nghĩ 5 người, 7 người ngồi chung với nhau cũng bắt đầu cũng có chuyện rồi. Đó là cái chuyện, đó là cái văn hóa của người Việt Nam. Còn ở đây là chúng ta sống ở Úc, đúng không? Sống ở Úc, cho dù tất cả các tiểu bang vậy đều có cái cộng đồng. Sống gần cộng đồng thì mình nói nôm na là sống gần cái vùng đó đi. Ở bên này mình nói nó không to lớn gì lắm đâu. Tức là những cái vùng mà người Việt Nam mình chiếm tỷ lệ nó khá là đông. Gọi là khá là đông thì mình gọi là cái vùng. Thì nó rất là có lợi các bạn, rất là lợi. Ngày xưa kia thì mình không biết, ngày xưa kia mình chưa tới Úc mình không biết, nhưng mà các cô bác anh chị ở phía trước lúc trước đó thì họ hiểu nhiều hơn. Còn đối với mình bây giờ khi mình qua bên này trong vòng 5 năm vừa rồi vừa qua đó, thì mình thấy những cái vùng Việt Nam đông và người Việt Nam mình ở bên này cũng khá là đông, gọi là cái cộng đồng người Việt Nam. Nam Bắc, Trung Nam Bắc gì đó tùm lum, người Việt đi ra thấy mặt, vô thấy mặt. Thì mình thấy nó rất là vui. Thứ nhất là nó để cho mình không có bị cô lập. Và đặc biệt á, là nó có rất là nhiều thông tin. Rất là nhiều thông tin. Thậm chí những cái thông tin đó chúng ta không cần, chưa kịp quan tâm. Xin lỗi các bạn, chúng ta chưa kịp quan tâm thì cái tin tức nó đã tới tai. Như vậy thì nó cũng khá là hay, đúng không? Nó không có mù thông tin. Ví dụ như là các bạn sống trên những cái vùng mà xa cộng đồng người Việt Nam. Ví dụ như những tiểu bang như là Tasmania, Darwin hay là Queensland, vân vân. Hay là cho dù ở tiểu bang Victoria này, hay là ở ngay trên Sydney, ở Capramatta, hay là ở Brisbane, hay là ở Perth đi chăng nữa. Mà chúng ta không có ở gần những cái khu người Việt Nam mình, hoặc là một tháng, một năm chúng ta không lai vãng tới cái vùng người Việt Nam mình sinh sống đó. Chúng ta sống giống như là một mình một cõi, giống như ở vùng xa luôn. Thì thật sự mình nói thiệt với các bạn á, ngoại trừ những ai khá tiếng Anh thì họ xem được tin tức của Úc thì họ hiểu. Chứ còn mà những người không khá tiếng Anh á, mù thông tin luôn. Việt Nam mất thông tin, bên này mù luôn. Tức là sống chỉ biết là đi làm gì thì nó rất là đơn độc. Nó chán lắm, chán vô cùng cực. Giống như là không biết mình sống như thế nào, sống chỉ biết tiền, kiếm tiền thôi à. Cho nên mình thấy cái cộng đồng, sống gần cái cộng đồng nó cũng có cái hay của nó. Nên chúng ta, cho nên hồi nãy mình cũng khuyên các bạn là gì, chúng ta bỏ qua, đừng có nghĩ tới cái chuyện phiền phức, đúng không? Tại cái đó là cái chuyện tiêu cực. Nên chúng ta không có ôm đờm vô lâu dài, chúng ta nghĩ tới chuyện tích cực đi. Ở gần cộng đồng người Việt như mình thấy nè, ngày xưa kia lúc đó mình mới qua Úc, mình ở trên Queensland, dù lao như là bà xã của mình. Thực sự ở Queensland, ở Sunshine Coast, cách dùng cộng đồng người Việt Nam của mình phải tới hơn cả trăm cây số. Từ Sunshine Coast chạy về dưới Brisbane, Inala là nó phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. 2-3 tiếng đồng hồ lái xe, tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ lái xe. Trăm mấy chục cây. Thì đi về đó, chỉ có gì đi về đó mua đồ ăn thôi. Thích đồ ăn người Việt Nam mình đó.
Nhưng mà nói thiệt với các bạn, nhiều khi 2 3 tháng mới về lần, không đi thậm chí có khi 1 tháng mới về dưới đó một lần để mua đồ. Còn lại là gì, ở trên đó đi làm rồi đi vòng vòng ở khu vực đó chơi thôi, cái khu vực đó nhỏ xíu rồi mà. Vùng Sunset Coast đó phải là lớn đâu. Thậm chí có nhiều người không phải ở ngay cái chỗ Sunset Coast nữa, mà họ đi ra một chút xíu nữa, đi lên trên đó một chút xíu nữa, gì đó, đi đu rà rồi dưới đó, bớt trùm rồi gì tùm lum. Thì nó còn ít người hơn nữa, thì chỉ là một cái khu thị trấn nhỏ xíu, giống như một cái làng nhỏ vậy thôi. Nhưng mà các bạn thấy ở bên này nước Úc thì chỗ nào nó cũng giống như chỗ nào ha, là giống như nhà cửa bên này mình cũng nói với các bạn rồi, đường xá y chang nhau, thì cũng có cái vùng nhỏ người đi sáng đi ra chiều vắng. Ở dưới này mình thấy xe cộ còn nhiều, ở trên đó còn vắng hơn nữa, vắng lắm á. Thông tin không có, chỉ có mới mấy năm nay thì có thể là ai sử dụng internet nhiều, ai thích xem trên internet thì cập nhật được, chứ còn mà những cái lớp trước thì họ đâu có sử dụng internet được nhiều đâu, đúng không? Thông tin không có, mù thông tin. À, những cái gì cái cộng đồng người Việt Nam mình, hay là những cái chính sách gì của Úc, phúc lợi Medicare hay là cái gì, mình ví dụ đi, những cái gì an sinh đời sống, an sinh xã hội, những cái tin tức cập nhật có lợi cho người cộng đồng này kia đó, nó không có thông tin. Cho nên chúng ta phải sống gần cộng đồng, nếu chúng ta trình độ tiếng Anh không có ghém hoặc là còn bỡ ngỡ, phải sống gần cộng đồng thì có cơ hội cho mình hơn. Đôi khi gì công ăn việc làm cũng có nè, rồi thông tin có nè, đúng không? Mà nhiều ví dụ như sống ở gần đây à, ra các bạn mua những cái quyển tạp tuần báo nè, rồi thêm nhiều cái thông tin agent, nhà đất, nhà cửa, xe cộ, dịch vụ từ ngân hàng cho tới buôn bán xe, nhà cửa, giấy tờ, luật sư, kế toán, khai thuế, bác sĩ gia đình, người Việt hết. Nó lợi mà, lợi lợi lắm đó. Lợi lắm luôn. Nếu mà tiếng Anh không giỏi, phải nhờ vô chuyện đó thôi. Còn, nhưng mà nói bạn nào mà nói sống ở gần cộng đồng người Việt Nam như thế này như thế kia, tại vì chúng ta nghĩ cái chuyện tiêu cực không à, chúng ta không nghĩ chuyện tích cực, đúng không? Chúng ta bỏ cái chuyện tiêu cực nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu rồi, một vài người nào đó hay là cái đó là cái tập quán của chúng ta. Mà bản thân của mình như ngày hôm nay thì mình cũng nói, cũng có thể là gì đó, cái con người Việt của mình nó đều 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 giống nhau, nhưng mà chúng ta không thể tách rời cái cộng đồng, đúng không? Quan trọng là chúng ta sống tư tưởng tích cực lên. Mình thì mình chọn cái tích cực, mình không có chọn cái tiêu cực, biết rằng những cái điều đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà mình gạt nó qua một bên đi, đừng nghĩ nó, tại vì nó không có ảnh hưởng gì nhiều cho mình, nó làm cho mình bực thôi. Ví dụ như là ai ganh tị, ai đố kỵ, ai ganh ghét, ai soi mói, chuyện đó là bình thường, họ có quyền, nhưng mà họ không thể nào tấn công mình được, đúng không? Họ không thích thì họ không thích thôi, họ nói qua loa hết, bla bla nói thôi, nó cũng đâu có chết chóc gì đâu. Thì mình đối với mình thấy mình sống gần cộng đồng á, từ khi mình xuống dưới Melbourne này nè, mình mở mang kiến thức khá là nhiều. Mình nói thiệt, nếu mà hiện tại bây giờ trong vòng 5 năm trước đây mình sống ở trên Queensland đi, mình nói thiệt với tất cả các bạn, mình là một người khá tò mò ha, nhưng mà mình chỉ biết quanh quẩn ở trên đó thôi, và cơm áo gạo tiền. Mình chắc chắn một điều là như vậy, tại vì nó không có một cái động lực gì để cho mình tò mò hết, ngoại trừ là mình phải xuống dùng Inala. Nếu mình ở trên Sunset Coast, mình xuống Inala mình chỉ mua thức ăn thôi chứ đâu có làm gì đâu, rồi thỉnh thoảng xuống mua tờ báo, là buồn quá muốn đọc tiếng Việt thì xuống mua tờ báo để cho nó cảm giác được cái Việt Nam thôi. Chứ thực sự nhiều khi báo chí rồi nhiều khi bên này nó cũng cũng chán phèo à, không có tin gì ấy ra, mọi thứ tin trên thông tin, bây giờ thông tin đại chúng bây giờ hoàn toàn ở trên internet, nó có đầy đủ, mở cái điện thoại ra thế giới trong lòng bàn tay của mình rồi, muốn mua một cái tờ báo người Việt để mà gì, để cho cái cảm giác được cái cảm giác của mình. Nhưng mà khi mình xuống dưới Melbourne này đâu rồi đó các bạn, rất là nhiều, thứ nhất là gặp nhiều người Việt Nam, nhiều cái thông tin, rất là nhiều thông tin cập nhật rất là nhiều, chứ đừng nói mà chúng ta không có phụ công phụ được, đừng có nói sống xa cộng đồng người Việt Nam
sống gần cộng đồng người Việt Nam ồn ào rồi đó là do chúng ta áp đặt, chúng ta nghĩ tiêu cực nhiều quá. Thế mình thấy cộng đồng của mình nó luôn luôn phát triển đúng không? Cộng đồng nó phát triển thì rõ ràng nó có một cái mặt tốt. Thứ nhất là các bạn có tín ngưỡng, các bạn đi nhà thờ, có gì có linh mục chẳng hạn, người Việt Nam đi chùa có ông sư, có thầy trụ trì chùa Việt Nam. Chùa Việt Nam ở đây vùng miền Tây cũng có, miền Đông có, đã tới rồi Tết có những cái lễ tổ chức là đón Tết cổ truyền, Trung Thu cũng có, đủ thứ. Rồi các bạn biết không, như nói khi mà chúng ta có gia đình, chị em hội phụ nữ người Việt ở Úc, phụ nữ người Việt ở Melbourne rồi ở Victoria rồi đây, có những cái group của chị em phụ nữ, mẹ mẹ bé gia đình rồi gì đó vân vân, giúp đỡ lẫn nhau rồi sinh hoạt này nọ, nó rất là tốt. Chứ còn thiệt sự như ví dụ như là nhiều khi mình ở trong những cái vùng xa xôi đó, ai giúp? Hội phụ nữ có không? Chơi với tay chơi với tay nhiều khi chúng ta cũng bla bla nói qua chuyện chứ đâu có happy đâu, chưa chắc thì chúng ta hạnh phúc nữa đó. Đó là những người mình nói trình độ tiếng Anh kém, còn điểm tiếng Anh giỏi thì họ họ tiếp xúc nhanh, họ tự tùy cơ ứng biến, mình không dám khuyên. Nhưng mà mình thấy đa số người Việt Nam mình tiếng Anh giỏi đâu có nhiều đúng không? Thành phần tiếng Anh hạn chế nhiều hơn, mà hạn chế nhiều hơn thì cần phải sống gần cộng đồng giúp đỡ. Rồi các bạn xuống dưới Melbourne này sống, Sydney thì mình chưa biết. Khi mình ở trên những cái vùng đó mình còn mới quá, nhưng mà khi mình xuống ở dưới Melbourne này mình sống thì mình thấy cái cộng đồng người Việt Nam mình ở dưới Melbourne này nè, có rất là nhiều hội, có rất là nhiều cái cô chú anh chị cái lớp trước là họ họ làm việc, họ giúp đỡ nó rất là hay. Thì sau này mà có dịp đó, có điều kiện nào đó mình xin phép được, mình sẽ giới thiệu, mình sẽ nói chia sẻ những hình ảnh những cô chú anh chị mà trong cộng đồng đó, họ giúp đỡ cho những người mới qua Úc, cho những người còn chưa biết gì, nhiều thông tin ở bên này như chẳng hạn như là từ giấy tờ này kia vân vân, đủ thứ chuyện đó để cho tất cả các bạn hiểu nhiều hơn. Đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Nói chung là chúng ta hãy sống hướng tới tích cực, còn cái chuyện tiêu cực thì chỗ nào nó cũng có, nhưng mà chúng ta bỏ nó qua một bên. Đúng không? Cái tiêu cực lúc nào nó cũng ít hơn cái chuyện tích cực hết đó. Chúng ta đừng có mang nặng cái vấn đề một chút xíu về vấn đề thu nhập, chúng ta ít hơn người này ít hơn người kia rồi chúng ta đâm ra là chúng ta đố kỵ, chúng ta ganh tị, rồi chúng ta soi mói lẫn nhau, chúng ta đánh giá luôn một cái cộng đồng, chúng ta đánh giá người này đúng đánh giá người kia, làm sao chúng ta biết họ như thế nào? Chúng ta không thể đánh giá được. Mà chúng ta tại sao chúng ta không không đặt ra một cái là chúng ta hàng ngày chúng ta cố gắng, chúng ta không được như họ thì chúng ta cố gắng làm một ngày nào đó được như họ. Muốn được nhanh hơn thì chúng ta phải cật lực làm hơn, chúng ta phải cố gắng đổ cái chất xám của mình ra nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn đúng không? Vậy là làm sao chúng ta vui vẻ thì chúng ta phải tự tìm cái vui vẻ cho mình chứ. Bây giờ là ngồi trách nhau tại ông A ông B làm cho tôi không vui vẻ, không ai có quyền làm cho mình mất cái vui vẻ hết, mà chính do mình chính do mình tự cố tạo ra nó thôi. Đối với mình cũng đơn giản, cuộc sống của mình nó đơn giản đó mà. À, đôi khi một cái chuyện gì đó nó tiêu cực thì cũng thấy nó cũng hơi buồn chút xíu, sốc cũng có, nhưng mà mình bỏ qua đúng không, bỏ qua được, bỏ qua đi tìm cái tích cực, đi tìm cái tích cực một ngày nào đó mình thấy hạnh phúc. Cái tích cực nó đã đợi mình ở phía trước, tại sao mình không nắm nắm bắt, mình cứ ôm chi cái chuyện tiêu cực nhỏ nhen chút 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 quên nó đi đúng không? Ok, chút trò chuyện với tất cả mọi người, qua cái tiêu cực qua bên, mình bây giờ mình sống làm sao cho nó tích cực một chút xíu, mình sống gần cộng đồng nó tốt hơn các bạn. Mình đối với mình vẫn thích sống gần cộng đồng, chẳng qua là gì, ví dụ như mình muốn sống là gì, có một cái căn nhà đẹp mà ở cái vùng mới xa xa hơn chút xíu thì mình muốn đi ra thôi, nhưng mà mình vẫn muốn gần cộng đồng. Tức là ở xa đi nữa chẳng hạn như là mình vẫn có thời gian, mình vẫn về cái khu người Việt Nam mình mua đồ ăn thức uống, hay là có những cái lễ hội rồi đó mình cũng về, mình cũng tham gia, mình xem, mình cảm thấy nó hạnh phúc hơn một chút nào đó trong cái cuộc sống của mình. Gần cộng đồng là mình vẫn thích hơn các bạn, tại vì mình là người Việt Nam.
Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác.